Xin chào các bạn. 2023 quả là một năm thú vị của điện ảnh. Từ hiện tượng toàn cầu Barbenheimer dắt tay nhau công phá tỷ đô phòng vé, sự trở lại của hàng loạt các đạo diễn gạo cội, cho đến bất ngờ mang tên Godzilla Minus One khi có phần nhìn đẹp mê đắm chỉ với kinh phí 10 triệu đô. Tất cả đã tạo nên một bữa tiệc thỏa mãn dành cho những người yêu mến bộ môn nghệ thuật thứ 7. Năm nay, các bạn thấy ấn tượng với những tác phẩm nào nhất? Còn với phê phim, chúng mình đã tốn khá thời gian để có thể xem hết những bộ phim đáng chú ý. Vì như thường lệ, không phải tất cả đều về từ rạp Việt Nam. Bảng xếp hạng này vì lẽ đó nên ra hơi muộn, nhưng sau đây là danh sách những phim hay nhất 2023 theo đánh giá của phê phim. Hãy xem là chúng ta có nghĩ giống nhau không nhé. Trước tiên, chúng mình quyết định sẽ thay đổi format và làm một hạng mục tạm gọi là đề cử danh dự, bao gồm những tác phẩm cũng rất đáng nhớ mà bạn không nên bỏ lỡ. Vậy hãy thử ngó qua nhanh những cái tên này trước khi vào phần chính nhé. The Boy and the Heron đánh dấu sự trở lại của nhà làm phim gạo cội Hayao Miyazaki. Thiếu niên và chim diệc kể một câu chuyện nhẹ nhàng và rất riêng tư về chính cuộc đời của người tạo ra nó. Sắc màu, hoài niệm và đặc biệt vẫn giữ nguyên được những gì tinh túy nhất của xưởng phim Ghibli. The Boy and the Heron là một lời chào tạm biệt chân thành của người nghệ sĩ dành cho khán giả. Một lời tạm biệt pha chút tiếc nuối và cả nỗi buồn. Nhắc đến nỗi buồn, All of Us Strangers có lẽ là phim miêu tả trần trụi nhất sự đau khổ của mất mát. Adam và Harry là hai gã đàn ông duy nhất sống trong một tòa chung cư được đặt giữa London sầm uất. Họ như lạc khỏi thế giới này, khỏi đô thị nhộn nhịp vì còn dằn vặt mãi về ám ảnh quá khứ. Adam mất cả bố và mẹ trong một vụ tai nạn xe khi anh mới chỉ 12 tuổi, và người đàn ông này cứ luôn nhìn thấy những ảo giác ngày cũ. Từ đây, dưới những khung hình mơ màng tựa như một giấc mộng, All of Us Strangers là hành trình đi tìm sự bình yên và tình yêu của những linh hồn lạc lối. The Zone of Interest. Đau đớn có lẽ là không đủ để nhắc về những điều kinh khủng mà chiến tranh đã mang lại cho con người. Và với The Zone of Interest, nó được kể bằng một ý tưởng vô cùng độc đáo. Lấy bối cảnh là một căn nhà của lính Đức trong thời chiến, được xây ngay cạnh trại tập trung. Phim như đặt thiên đường và địa ngục cạnh nhau, khi tiếng vui cười của trẻ em được xen lẫn với những âm thanh gào thét của lò thiêu xác. Tối giản, bí bách và cực kỳ ám ảnh, The Zone of Interest là trải nghiệm có 102, cũng như nhắc nhở ta về sự tàn khốc của những trang sử xấu xí. Society of the Snow. Society of the Snow là một minh chứng rằng không phải chỉ Hollywood mới làm được các tác phẩm hành tráng. Dựng lại thảm họa hàng không kinh hoàng có thật năm 1972 tại Uruguay, phim được các nhân vật và tình cảnh ngặt nghèo khi một nhóm hành khách bị kẹt lại giữa nơi mênh mông tuyết phủ. Từ đó đặt ra câu hỏi về bản năng nguyên thủy của con người và ca ngợi sức mạnh của sự đồng lòng vượt qua nghịch cảnh. Không xoáy sâu vào yếu tố giật gân, Society of the Snow chậm rãi kể cho ta nghe về bản trường ca của niềm tin và khát vọng sống. Cùng nhau, họ xây dựng nên cộng đồng nhỏ bé giữa mênh mông tuyết trắng. Đã có lúc tất cả muốn bỏ cuộc, gục ngã vì lạnh và đói, nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt trên đôi môi nứt nẻ. Những bức ảnh lưu lại sẽ là minh chứng cho thế giới biết họ đã từng là người như thế nào khi sống tại đây. Dù nỗi ám ảnh khôn nguôi về giai thoại ăn xác đồng loại vẫn dày vò họ cho đến hết đời. Một tác phẩm thực sự cảm xúc. Are you there, God? It's me, Margaret. Không phải một ý tưởng quá mới lạ, cũng không phải một góc nhìn quá đột phá. Hỡi Chúa, người có ở đó không? Là con đây, Margaret. Là một bộ phim coming of age nhẹ nhàng, mà đôi khi sự đời thường của nó khiến khán giả quên mất rằng đây là một tác phẩm tinh tế đến nhường nào. Kể về những xung đột rất trẻ thơ bên trong nội tâm của cô bé 11 tuổi có tên Margaret, phim tạo ra những tình huống giở khóc giở cười nhưng cũng cực kỳ sâu sắc khi động tới các chủ đề như tôn giáo và tín ngưỡng. Với việc phân vân giữa đức tin của người Do Thái bên nội hay công giáo của nhà ngoại, Margaret bị kẹt giữa những vấn đề quá to tát mà cô chưa thể hiểu hết. Từ đó mà hành trình đi tới cái kết, dù biết trước nhưng vẫn đầy cảm xúc. Phim cũng như một lời nhắc nhở tới người lớn rằng có những lúc ta cần cho trẻ thời gian để tự đưa ra quyết định, và hai phụ huynh trong câu chuyện đã có được sự kiên nhẫn tuyệt vời mà bất cứ ai cũng nên học tập. Và đó là tất cả những tác phẩm đề cử danh dự mà chúng mình cho là đáng nhớ. Còn bây giờ, hãy cùng vào phần chính của video ngày hôm nay, bắt đầu đếm ngược từ phim thứ 10 nhé! Past Lives. Sẽ thế nào nếu một ngày bạn đột nhiên tìm lại được mối tình đầu từ bài đăng trên mạng xã hội? Trước tình cảnh trên, với sự ngạc nhiên phấn khích, hồi hộp trào dâng trong lòng ngực, cô gái người Mỹ gốc Hanora gõ lời chào vào khung cửa sổ chat.
Vậy là kể từ đó, những cuộc trò chuyện mặc kệ múi giờ chênh lệch, lời hứa hẹn về cuộc gặp gỡ chính thức của hai kẻ yêu xa và khoảng cách lớn dần vì những khác biệt trong văn hóa cứ lần lượt xảy đến. Có thể nói, Past Lives là câu chuyện tình để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất trong năm 2023 vừa qua. Bộ phim theo chân hai nhân vật Hae-song và Nora. Họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, học cùng lớp và đã sớm thích người còn lại. Tuy nhiên một ngày nọ, gia đình Nora quyết định chuyển đến Canada định cư, dẫn tới cuộc chia ly vội vã của hai đứa trẻ mà mãi tận 24 năm sau mới có dịp tái ngộ. Điều mình thích nhất ở Past Lives chính là cái chất châu Á đầy ý vị mà nó thể hiện. Từ đôi mắt long lanh của Nora, cái vuốt tóc đầy ngượng ngùng của Hae-song cho tới rất nhiều chi tiết bé nhỏ khác được Seulin-song cài cắm trong tác phẩm. Muôn kiếp nhân duyên đã phô bày trọn vẹn khả năng biểu đạt ngôn ngữ đầy thâm sâu và tinh tế của văn hóa phương Đông. Không cần đến những cảnh slow motion với nhạc nền cao trào hay những drama căng thẳng khóc lóc thảm thiết. Phim chỉ có hai con người với những cuộc hội thoại bất tận về quá khứ, tương lai và thậm chí là cả tiền kiếp, nhân duyên nhưng vẫn tình tứ và cuốn hút đến lạ. Chất châu Á ấy còn được thể hiện trong nỗi buồn man mát mà bộ phim mang tới. Past Lives thực chất được lấp đầy bởi muôn vàn từ nếu như. Nếu như Nora không rời đi, nếu như Hae-song đến thăm cô sớm hơn, nếu như cả hai không ưu tiên sự nghiệp, và hàng dài những cái nếu như khác nữa. 12 năm tìm kiếm mối tình đầu bỏ ngỏ, rồi lại thêm 12 năm ngóng đợi một cuộc gặp gỡ từ người bên kia châu lục. Để rồi đến cuối cùng, họ nhận ra, ở kiếp sống này, mình vẫn phải bỏ lỡ nhau. The Teacher's Lounge. Ở vị trí thứ 9 trong danh sách là The Teacher's Lounge, tác phẩm đại diện cho Đức tranh giải phim quốc tế xuất sắc nhất của Oscar năm nay. Bộ phim diễn ra tại một trường cấp 2 ở Đức, nơi vừa xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp chưa tìm được thủ phạm. Cô giáo Kala Novak liên tục bị đặt vào thế khó khi nhà trường nghi ngờ một trong những học sinh của cô đã làm điều đó. Ngờ rằng kẻ cắp thực sự là nhân viên trong trường học, Kala lén bật camera máy tính và vờ để quên tiền trong túi áo để dụ họ ra. Hành động này vô tình khiến mâu thuẫn giữa các bên liên quan ngày một leo thang, dẫn đến hậu quả không thể lường trước. Xuyên suốt bộ phim, The Teacher's Lounge duy trì một bầu không khí căng thẳng. Mỗi giây mỗi phút, Kala đều phải đương đầu với áp lực mới. Đó có thể đến từ ban giám hiệu, ban phụ huynh học sinh hay chính những học sinh mà cô bảo vệ. Mỗi khi Kala cho rằng mình có giải pháp, sự tình lại chỉ càng đi theo hướng tồi tệ hơn. Theo một số nhà phê bình, câu chuyện của The Teacher's Lounge ẩn dụ cho sự thiếu hụt của hệ thống dân chủ tại Đức. Nỗ lực gìn giữ hòa bình bằng biện pháp dân chủ đã dẫn đến sự giằng co giữa các nguyên tắc độc tài và sự hỗn loạn không thể kiểm soát. Để rồi khi kết thúc phim, thứ động lại trong lòng người xem là câu hỏi: vì sao một vấn đề vốn có thể được giải quyết dứt điểm lại trở nên ngày càng rắc rối như vậy? The Holdovers. Hai thầy trò kẹt lại trường học trong kỳ nghỉ đông khi các học sinh và giáo viên khác đã về nhà đón Giáng sinh cùng gia đình và người thân. Đó chính là bối cảnh buồn tẻ mà The Holdovers đặt ra cho người xem. Theo chân ông thầy khó ở có tên Paul Hanem cùng cậu nam sinh ngũ ngược August Tolley, phim khám phá những góc khuất sâu thẳm bên trong mỗi con người khi họ bị cô lập trong một kiến trúc ảm đạm. Giữa một đông giá rét, bốn bề là một màu trắng bất tận. Những con người này chỉ còn biết dựa vào nhau để chút những nỗi niềm mà bình thường họ không thể tâm sự. Là một bất ngờ của năm 2023, The Holdovers như sưởi ấm người xem khi nhắc nhở ta rằng sự đáng ghét của một con người đôi khi lại là hệ quả của những tổn thương quá khứ không thể chữa lành. Paul là một ông thầy giáo cứng nhắc và cực kỳ đáng ghét. Angus cũng là một đứa nhóc vô lễ, độc mồm. Nhưng khi có thời gian hiểu nhau hơn, cả hai dần trở nên nhẹ nhàng và thấy sự việc qua một góc nhìn khác. Đặt thời điểm là ngày lễ Giáng sinh quê quần, The Holdovers như một giai điệu sâu lắng nhẹ nhàng để ta tự chiêm nghiệm lại những câu chuyện xung quanh mình về sự kết nối đơn thuần giữa người với người và cả về một điều đơn giản mà đôi khi ta đã vô tình bỏ quên, đó là sự đồng cảm. Anatomy of a Fall. Khi xem một bộ phim phá án, điều chúng ta chờ đợi là được vén màn sự thật, tìm ra thủ phạm để rồi mọi thứ vỡ òa trong những giây phút cuối cùng. Nhưng tất cả điều đó dường như không tồn tại trong Anatomy of a Fall. Toàn bộ tác phẩm kể về vụ án kỳ lạ xảy ra trong một gia đình, thoạt nhìn thì tưởng như vô cùng yên ấm. Để rồi khi thảm kịch diễn ra, mọi góc tối sâu thẳm nhất trong cuộc sống hôn nhân ấy mới được phơi bày. Hôn nhân là một miếng bánh không hề ngọt ngào, và Anatomy of a Fall là một tuyệt tác thể hiện được nỗi dày vò và bi kịch hôn nhân ẩn sau vỏ bọc nham chán vô vị của cuộc sống thường ngày. Chẳng có ai đúng ai sai, chỉ có người không đủ mạnh mẽ để giữ lấy lời thề nguyện và sự bình tĩnh, để rồi gây nên nỗi đau cho những người mà họ đã vô cùng yêu thương. Lấy đề tài về bi kịch gia đình,
Song hành cùng đó, bộ phim khiến người xem phải chiêm nghiệm về nhiều vấn đề trong xã hội như lương tâm và công lý, mặt tối của truyền thông, chuyện sáng tạo nghệ thuật và cơm áo gạo tiền, mâu thuẫn giữa niềm tin trong hôn nhân và sự lựa chọn gắn kết dài lâu. Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ phim có nhiều tầng lớp ý nghĩa và chân thực về cuộc sống, Anatomy of a Fall sẽ là một lựa chọn tuyệt vời, bởi đây chắc chắn là một trong những tác phẩm ấn tượng nhất của điện ảnh thế giới trong năm 2023. Perfect Days. Perfect Days là câu chuyện về cuộc đời của Hirayama, một người đàn ông trung niên độc thân, là công nhân lau dọn vệ sinh cho hãng The Tokyo Toilet. Cuộc sống của ông ngày qua ngày đều giống vòng tròn đã được thiết lập sẵn. Thức giấc khi có tiếng chổi quét đường, vệ sinh cá nhân, tưới nước cho những chậu cây, tận hưởng ánh bình minh, mua lon cà phê rồi lên xe bật nhạc đi làm. Mọi thứ đều được thực hiện theo đúng trình tự, không nhanh hơn cũng chẳng chậm hơn, chính xác tuyệt đối, giống như một nghi thức trang trọng. Với ông, đó là ngày hoàn hảo. Khi sự hiện đại và hào nhoáng của Tokyo đang dần nuốt trọn từng con người trong thành phố, Hirayama vẫn từ chối sự thay đổi. Ông sống trong thế giới của riêng mình như ngày còn trẻ, nghe nhạc thập niên 70 trên băng cassette và lui tới nơi trốn mà chủ tiệm cùng khách hàng tầm tuổi với mình. Nhưng tự do luôn đồng nghĩa với sự cô đơn. Ẩn sau nụ cười luôn nở trên môi và thái độ sống tích cực của Hirayama là nỗi đau khó giải bày. Ông đã buông bỏ tất cả những điều nằm trong thước đo định nghĩa một người thành công và hạnh phúc mà xã hội đặt ra. Nhưng dù muốn hay không, thế giới nhỏ bé mà ông gìn giữ vẫn buộc phải va chạm với thế giới hỗn loạn xung quanh. Perfect Days là một tác phẩm có sức hút kỳ lạ bằng những khung hình êm dịu đẹp như một bức tranh mà đạo diễn Wim Wenders đã tạo nên, khiến người xem cứ muốn chìm đắm mãi trong thế giới yên bình ấy. Killers of the Flower Moon. Nếu ai đó hỏi mình liệu hơn 200 phút nghiệt ngã của Vầng Trăng Máu đem đến cho người xem thông điệp gì, mình sẽ không ngần ngại trả lời, đó là sự thức tỉnh về nhân tính. Điều này có thể thấy rõ khi cuối phim, nhân vật Ernest Burkhardt đã chịu đứng ra để làm chứng cho tội lỗi tày trời của đám đồng bọn. Thế nhưng sự giác ngộ ở đây còn mang một ý nghĩa khác. Nó nằm ở cách bộ phim đã dám khai quật ra một quá khứ tang thương nhưng cũng không kém phần đáng xấu hổ của lịch sử nước Mỹ. Ở đó, con người ta sẵn sàng đem mọi thủ đoạn để thao túng tình cảm gia đình, thậm chí lập mưu sát hại cả một dòng tộc chỉ vì lòng tham muốn được thừa kế. Đặt dưới góc nhìn của thế lực ác quỷ đội lốt người kia, cây đại thụ Martin Scorsese đã mổ xẻ những phần tính cách phức tạp nhất bên trong một ác nhân, để từ đó soi sáng cho khán giả về giá trị thực sự của lương tri cùng với làn danh mỏng manh giữa sự phân biệt về màu da và giai cấp. Hòa chung với bản cáo trạng đanh thép đó, Vầng Trăng Máu còn hội tụ đủ những gương mặt lẫy lừng nhất nhì ở xứ Hollywood. Mặc dù tuổi đời đã đi đến sườn dốc cuối, thế nhưng tất cả trong số họ vẫn đang miệt mài cống hiến vì tình yêu không giới hạn dành cho điện ảnh. Có lẽ vì thế, bất chấp tình cảnh lép vế so với những bộ phim nặng ký trong năm 2023, Vầng Trăng Máu vẫn xứng đáng được thưởng thức và tri ân theo một cách trang trọng nhất. Spider-Man Across the Spider-Verse. Không chỉ kế thừa gần như mọi yếu tố xuất sắc của phần đầu tiên, Spider-Man Across the Spider-Verse còn mạnh dạn đẩy câu chuyện của mình vượt ra khỏi các vũ trụ rộng lớn. Vẫn là hành trình của Miles Morales trên con đường trưởng thành, nhưng lần này những chướng ngại mà cậu phải vượt qua khó khăn gấp nhiều lần. Miles phải học cách trở thành người hùng và cũng học về cái giá phải trả cho hình tượng công lý. Vẫn giữ lại nét thẩm mỹ comics đặc trưng, Spider-Man Across the Spider-Verse chiêu đãi khán giả những khung hình choáng ngợp. Mỗi thế giới trong phim là một phong cách hoạt họa riêng biệt, từ màu nước, graffiti, cho tới cả các nhân vật như được ghép từ các tờ báo. Đặc biệt khi chúng không chỉ được thêm vào cho bắt mắt, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện tâm lý nhân vật và nâng cảm xúc của người xem. Hoành tráng và bất ngờ, có thể nói thương hiệu 2D về anh hùng tơ càng lúc càng hấp dẫn. Và phim như một minh chứng cho sự sáng tạo không biên giới mà có lẽ chỉ thể loại hoạt hình mới có thể chạm tới. Monster. Lấy bối cảnh tại thị trấn nhỏ yên bình, Monster mở đầu với đám cháy cùng câu hỏi vu vơ của Minato Mukino dành cho Saori. Nếu người được ghép não lợn thì đó là người hay là lợn? Qua cách cư xử kỳ lạ của con, Saori nghi ngờ cậu bị bạo lực học đường. Vì vậy nhiều lần cô đã đến trường tố cáo thầy giáo Hori, song chỉ nhận được sự thờ ơ cùng lời xin lỗi hời hợt từ phía hiệu trường và ban quản lý trường. Về phía thầy Hori, anh cho rằng chính Minato mới là kẻ đang bắt nạt cậu bạn Yori cùng lớp. Sự bất thường trong các chi tiết đan xen nhau khiến khán giả cảm thấy mơ hồ. Vậy ai mới là quái vật trong câu chuyện? Với ba góc nhìn khác biệt, từng lát cắt trong cuộc sống trong Monster biến thành trò chơi truy tìm sự thật. Như chuyến tàu lượn siêu tốc, cảm xúc của ta liên tục thay đổi mỗi khi câu chuyện rẽ sang hướng khác.
Có lúc ta tức giận với thái độ quan liêu từ phía nhà trường, có lúc oán trách thái độ vô tâm của mọi người, và rồi thấy thương cảm cho số phận của những đứa trẻ. Cuối cùng, khi mọi chuyện kết thúc, ta chợt nhận ra bản thân mình luôn là quái vật trong mắt người khác. Giống như cơn bão lửa hung tàn thiêu rụi mọi thứ, để rồi tái sinh dưới cơn mưa, Monster lần nữa khẳng định cái tài của đạo diễn Hirokazu Koreeda khi nhìn sâu vào trong nội tâm phức tạp của mỗi con người. Và cho dù mọi thứ có khắc nghiệt đến thế nào, luôn có ánh sáng phía cuối đường hầm tăm tối. Oppenheimer. Với doanh thu lên tới 950 triệu đô, Oppenheimer là một minh chứng cho việc khán giả vẫn luôn mong chờ và ủng hộ các tác phẩm điện ảnh thực thụ. Kể lại cuộc đời của nhà vật lý học thiên tài Robert Oppenheimer từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khoảnh khắc thành công tạo ra thứ vũ khí có sức công phá khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại. 3 tiếng đồng hồ của phim thuật lại một cách trần trụi nước Mỹ trong những năm tháng nhiều biến động cùng những bí mật đen tối. Được đặt dưới góc nhìn của Oppenheimer và các nhân chứng lịch sử, phim vừa có sự khách quan của một tác phẩm tài liệu, nhưng đồng thời vẫn lột tả được nội tâm rất riêng tư của những người trong cuộc. Âm nhạc, quay phim, kịch bản và đặc biệt là diễn xuất của Cillian Murphy đều xuất sắc. Đạo diễn Nolan đã cho ta thấy một Oppenheimer đầy lòng trắc ẩn, một nhà vật lý học thiên tài đã chót mở chiếc hộp Pandora và gieo rắc tai ương từ thế giới. Nằm giữa làn danh của vĩ nhân và tội đồ, Oppenheimer mãi bị ám ảnh bởi những cái chết mà phát minh của mình gây ra. Anh hùng hay thần chết, phát triển hay diệt vong, người xem bị bỏ lại dưới những câu hỏi mơ hồ, phải trái trắng đen rối rắm. Phim khiến ta phải suy ngẫm về việc những phát kiến vĩ đại đôi khi lại chính là lời nguyền chết chóc mà con người tự gây ra cho giống loài của mình. Gần như xuất sắc về mọi mặt, quái kiệt Nolan nói không ngoa đã tạo ra một tác phẩm cực kỳ quan trọng với các vấn đề thời sự hiện tại, khẳng định mình là một trong những nhà làm phim đương thời tài năng nhất. Poor Things. Và cuối cùng, đứng đầu danh sách của chúng mình, không đâu khác chính là Poor Things của đạo diễn Yorgos Lanthimos. Vừa lối triển khai táo bạo, bộ phim về hành trình khám phá thế giới và phát triển nhận thức của Bella Baxter, một cô gái có thân thể của người trưởng thành và bộ não của trẻ sơ sinh. Qua đó, phim gửi gắm tới người xem những thông điệp ý nghĩa về sự giải phóng bản thân khỏi định kiến và tự làm chủ cuộc đời mình. Poor Things đánh dấu phong độ đỉnh cao của cả Yorgos Lanthimos và nữ diễn viên chính Emma Stone. Nếu bạn đã quen với cảm giác nặng nề và lạnh lẽo trong những tác phẩm trước của vị đạo diễn người Hy Lạp, thì bạn sẽ phải bất ngờ trước sự hài hước và chữa lành của Poor Things. Bella Baxter là một nhân vật cực kỳ độc đáo và truyền cảm hứng. Cô đáng yêu, chân thật và không để mình bị trói buộc bởi những quy ước được coi là hiển nhiên của xã hội. Ở cô gái này, ta có thể tìm thấy được những phẩm chất phi thường, nhưng thường bị hạ thấp trong một xã hội tầm thường. Chính Emma Stone cũng thừa nhận rằng đây là nhân vật cô yêu thích nhất từ trước tới nay. Màn thể hiện của nữ diễn viên trong phim được phần đông ý kiến nhận xét là vượt trội hơn những vai diễn của cô trước đó. Không chỉ thế, Emma Stone còn kiêm luôn vai trò là nhà sản xuất của bộ phim. Ngoài việc sở hữu kịch bản tuyệt hay cùng diễn xuất lôi cuốn, Poor Things còn có những set bối cảnh đẹp đến nao lòng. Lối vận dụng ống kính linh hoạt và sáng tạo cũng góp phần tạo nên một trải nghiệm xem phim độc nhất. Tự chung lại, nếu bạn muốn tìm một bộ phim vừa nghệ vừa khiến tâm trạng tốt hơn sau khi xem xong, thì đây chính là lựa chọn hoàn hảo. 2023 quả là một năm khởi sắc của điện ảnh. Khán giả dường như đã không còn quá mặn mà với các phần hậu truyện cầu thả và dành nhiều sự quan tâm hơn tới các ý tưởng nguyên bản chất lượng. Mình nhận ra rằng nếu cảm thấy xếp hạng là một công việc khó khăn, thì chứng tỏ có rất nhiều phim hay khiến ta phải cân đo đong đếm. Và quả thật, ít nhất top 5 trong danh sách này đều đã mang lại cảm giác vò đầu bứt tai đó. Còn các bạn thì sao? Trong lòng các bạn, đâu mới là tác phẩm xuất sắc nhất 2023? Hãy để lại bình luận bên dưới để cùng bàn luận nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.